Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bò bị bõm, lúc lên bờ vỗ cái cánh cho khô. Xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Sún nha. Hôm nay thì nhà Sún có nửa con vịt khoảng 1,2 kg. Sún muốn chia sẻ với mọi người về món vịt kho sả ớt. Và trước khi chúng ta vào chế biến thì Sún xin nói một chút về món vịt này. Chúng ta ăn thịt vịt có tác dụng gì thì mời mọi người cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, vịt là một món ăn có hàm lượng chất béo cao nhưng rất giàu chất dinh dưỡng đối với cơ thể. Hầu hết chất béo trong thịt vịt là chất béo lành mạnh và là nguồn protein tuyệt vời. Vậy việc ăn thịt vịt có tác dụng như thế nào? Mời mọi người cùng nghe tiếp nha. Giá trị dinh dưỡng của thịt vịt, để biết được ăn thịt vịt có tác dụng gì và ăn thịt vịt có béo hay không thì các bạn cần nắm được thông tin về giá trị dinh dưỡng của chúng, để theo đó chúng ta sẽ sử dụng sao cho phù hợp để tốt cho sức khỏe của mỗi chúng ta. Vào những ngày thời tiết mùa hè nóng nực, thịt vịt luôn là nguồn protein được ưu tiên hàng đầu vì tính mát, dễ ăn. Chúng ta thường làm vịt om sấu, nấu canh măng, chua dịu, cả cái oi ả của mùa hè như dịu lại. Nhưng không đơn giản là món ăn, thịt vịt còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hữu ích trong đông y. Theo đông y Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị y học cổ truyền cho thấy thịt vịt vị ngọt, tính bình, đi vào tỳ, vị phế thận, có tác dụng tư âm dưỡng vị, lợi thủy tiêu thủng, giải độc. Thịt vịt được sử dụng cho các trường hợp suy nhược, gầy sút, ăn kém, chán ăn, kiết lỵ, táo bón, phù nề, đới hạ, khí hư, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay bàn chân nóng, ra mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô, khát nước. Và quý vị biết không, ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa trị bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị phần nào đó cho bệnh lao phổi và ung thư. Ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị, lương y Vũ Quốc Trung cho biết thêm, vị lương y này đặc biệt nhấn mạnh ăn thịt vịt rất hữu ích cho người suy nhược thể chất, mắc chứng chán ăn, bị sốt, phù nề, cơ thể có thể thể chất yếu, nhất là sau khi khỏi bệnh, bị đổ mồ hôi ban đêm, phụ nữ ít kinh nguyệt, sản phụ thiếu sữa. Chưa hết đâu nha mọi người, trong những tài liệu y thư cổ cũng nhận định thịt vịt là loại thuốc bổ hạng, bổ thượng hạng, có tác dụng điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hư. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong 100 gram thịt vịt có khoảng 25 gram chất protein, vượt xa nhiều lần so với thịt bò và thịt heo, dê và cá trứng. Ngoài ra, hàm lượng chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, A, D, E rất cao. Và bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, viện phó viện dinh dưỡng lâm sàng cũng cho nhận định và cho biết, thịt vịt chứa lượng lớn protein, sắt, canxi, phốt pho, vitamin A, vitamin B1, vitamin D, cần thiết cho sức khỏe và các quá trình tăng cân. Chính vì thế, ăn thịt vịt rất có lợi cho sức khỏe. Và cũng vì thế mà ngày hôm nay nhà Sún làm món thịt vịt này nè, mọi người thấy hấp dẫn không? Sún mới vừa làm, mới vừa ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha, ngon lắm luôn nè mọi người. Và không để mất thời gian của mọi người nữa, Sún xin giới thiệu ở đây. Sún có là 1,2 kg thịt vịt, là nửa con vịt đó mọi người. Phần vịt này Sún mua ở chợ, đã làm sẵn rồi. Trong nhà Sún có 2 cái chân gà, Sún làm luôn nha. Và các bạn ơi, sau khi mua phần vịt ở chợ về thì Sún sẽ sử dụng giấm và muối hoặc chanh gừng. Chúng ta chà thật kỹ trên phần da của thịt vịt, giúp cho thịt vịt không bị hôi và khi mình chế biến nó sẽ ngon hơn. Sún sẽ đem phần thịt này để ráo và sau đó mình sẽ chặt thành những miếng cho vừa ăn.
Và đây là phần thịt sún muối vừa chặt miếng cho vừa ăn theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Sún sẽ nêm vào đây là nửa muỗng bột nêm, 1 phần 3 muỗng muối, 1 phần 3 muỗng bột ngọt. Bên cạnh đó, sún sử dụng 3 củ hành tím băm nhỏ cũng như là 5 tép tỏi băm nhuyễn luôn. Và sử dụng 4 cây sả thì phần đầu thì sún sẽ sắc lát, còn phần đuôi thì sún băm nhuyễn. Và không thể thiếu một chút tiêu và ớt. Sau khi mình ướp thịt được khoảng 15 phút thì bắt đầu chúng ta để chảo lên bếp và chế biến nha. Chảo dầu nóng thì xuống cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu. Kế đến thì xuống cho phần hành tỏi vào phi cho vàng. Cũng có thể khi hành tỏi nó thơm rồi chúng ta chắc bớt dầu ra vì trong phần thịt vịt nó cũng có mỡ rất nhiều. Do vậy nên chúng ta cũng bớt dầu. Và sau đó xuống cho vào đây là phần sả đã xay nhuyễn. Sau khi phần hành tỏi và sả đã thơm thì xuống cho vào đây là 1,5 muỗng cà phê bột nghệ. Và xuống sẽ đảo đều cái phần này cho nó thơm hòa quyện đều với nhau luôn. Sau đó thì xuống bắt đầu cho phần thịt vịt mà mình đã ướp sơ vào đây. Chúng ta sẽ đảo đều phần thịt này để mình xào cho săn thịt. Bây giờ phần thịt đã săn rồi thì xuống cũng nêm vào đây là nửa muỗng bột nêm, một xíu xíu muối thôi nha mọi người, và 2 muỗng đường. Sau đó chúng ta cũng đảo đều cái phần thịt này cho nó thấm đều với gia vị một lần nữa. Tiếp tục thì xuống cho vào đây là khoảng 2 muỗng nước mắm. Các bạn ơi, phần thịt của chúng ta nếu cần sử dụng có nước thì chúng ta cho vào khoảng nửa chén nước. Và sau khoảng từ 7 đến 10 phút thì phần thịt của chúng ta đã săn và cạn nước. Thì xuống cho vào đây là phần ớt và phần sả sắc khoanh. Và chúng ta cũng đảo đều phần sả này và mình nấu thêm khoảng từ 3 đến 5 phút là thịt chín. Và trong khi chờ đợi thịt chín thì Xuân cũng tranh thủ tỉa một ít cà rốt cũng như là một ít dưa leo để mình trang trí cho cái phần dĩa đồ ăn của chúng ta thêm phần hấp dẫn ha. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè? Quá ngon, quá tuyệt vời luôn ha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức với Xuân nha. Và các bạn biết không, khi mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, phù nề, tiểu ít thì một con vịt và 200g đậu đỏ, thảo quả 10g, hành sống, vịt làm sạch, đậu đỏ xay ngâm mềm đãi sạch cùng thảo quả xay nhuyễn trộn đều rồi cho vào bụng vịt khâu lại cho nước đun ninh nhừ, thêm hành không cho muối rồi ăn sẽ phát huy công dụng chữa bệnh rất là tốt luôn. Mời mọi người cùng thưởng thức với Xuân nha. Món thịt vịt mới ra lò, vừa thổi vừa ăn, ngon ơi là ngon luôn các bạn ơi. Như vậy là chúng ta đã tham khảo biết được những tác dụng tuyệt vời từ vịt. Và món ăn của chúng ta hôm nay là vịt kho sả ớt cũng đã hoàn thành rồi. Mọi người thấy có ngon không nè? Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuân. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Và quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích xin hãy cho Xuân một like và hãy đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Năm Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye. Bye bye bye.